Tôi thấy là mọi người đang làm việc mẹ cũng khá nhiều rồi, nhưng ít ai làm việc cha. Tại vì quý vị thấy là đa số ở Việt Nam của chúng ta, mấy người cha đó ít có được hiểu lắm, không có nói nhiều, mà mỗi lần nói ra rất thô lỗ, rất là cọc cằn. Và hầu như tôi hỏi thật là trong số quý vị ở đây có bao nhiêu người nói chuyện được với ba của mình? Quý vị có thể giơ tay được không? Chưa tới 10%, đúng không ạ? Chúng ta không thể giao tiếp được với ba của mình. Vì sao nhỉ? Nó có một cái khoảng cách vô hình giữa những người đàn ông với nhau. Nó lại có một cái khoảng cách giữa hai thế hệ. Nó lại có thêm một cái khoảng cách nữa giữa hai cái luồng tư duy mới cũ. Và nó có thêm một cái luồng khoảng cách nữa giữa cái sự gia trưởng của cái thời đó và cái sự hiện đại của bây giờ, cởi mở và công bằng. Vậy thì chúng ta luôn luôn trách bố của mình là rất thô lỗ, rất cọc cằn, rất là hung dữ. Chúng ta quên mất những điều mà họ đã làm cho mình. Tại vì những người đàn ông làm không bao giờ nói âm thầm. Nhưng buồn cười là cái tuyệt vời họ làm cho mình nó không được thấy, mà chúng ta toàn thấy những cái khủng khiếp nhất khi họ la mắng mình, thậm chí rất là vô lý. Chúng ta thường nói với bố mình những cái điều không ổn khi mà họ làm với chúng ta những điều không ổn. Nhưng mà ít có ai hiểu được rằng là nếu như bạn ngồi xuống, bạn suy nghĩ, bạn bao dung họ một tí, vị tha hơn một tí, bạn hãy suy nghĩ là nếu như bạn không may mắn như bạn bây giờ, được đi nước ngoài, được xem YouTube, được lên Facebook đây đó để tìm hiểu thông tin, được tiếp cận với thế giới hiện đại, mà bạn không may mắn để nhận được cái hệ giáo dục nơi mà bố bạn đã từng được giáo dục từ nhỏ tới lớn, bạn sinh ra trong cái gia đình đó với cách giáo dục đó, bạn sẽ lịch sự như thế nào? Chúng ta quên mất sự thông cảm cho họ, bởi vì họ không được giáo dục như chúng ta. Nên chúng ta thiếu sự đồng cảm mỗi khi mà họ la mắng chúng ta vô lý. Rồi tôi tin chắc là các bạn càng về sau các bạn sẽ thấy là mình thương bố mình hơn, mà chẳng biết vì sao. Chỉ vì các bạn nhìn thấy bố mình già đi, tự nhiên ông yếu đi, lúc đó các bạn mới tự nhiên thấy thương. Tại vì lúc đó họ không la để mắng được mình nữa, không còn hơi sức để họ la nữa, lúc đó mình mới bắt đầu thương họ. Thì đừng để quá muộn các bạn ạ.